Giàn cách cô gái xấu xí sau hơn 14 năm, người bị hủy hoại cả sự nghiệp vì tai tiếng không hay. Người lận đận tình duyên, yêu ai cũng tan vỡ. Đó là áp lực về tinh thần. Chỉ áp lực là một người phụ nữ đã nói rồi, khi lấy chồng thì không bao giờ muốn ly dị chồng, mà lại không bao giờ muốn ly dị tới hai đời chồng. Ngọc Hiệp, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp đảm nhận vai nữ chính Huyền Diệu. Diệu tuy không ưa nhìn nhưng là người tài giỏi, sống phấn đấu và tốt bụng. Sau cô gái xấu xí, nghệ sĩ Ngọc Hiệp dừng hoạt động diễn xuất và đi theo hướng làm đạo diễn, giám đốc hãng phim, giảng viên trường đại học. Đến nay gia tài phim ảnh của nữ nghệ sĩ ưu tú khá ít ỏi. Nổi bật nhất là phần trở lại trong dự án phim giả sử cổ trang Phượng Khấu Chuyện Ma Gần Nhà. Thay vì nhận vai vô tội vạ, bà chọn các tác phẩm và diễn phù hợp với mình. Về đời tư, nữ diễn viên kết hôn với nghệ sĩ kịch câm Nguyễn Thành Danh. Trên mạng xã hội có thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường. Khi có thời gian rảnh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp cũng thường xuyên đi du lịch. Chi Bảo vào vai An Đông, tổng giám đốc Điển Trai Tham Vọng. Sau vai diễn thành công này, diễn viên Chi Bảo tiếp tục tham gia các phim truyền hình như Anh Em Nhà Bác Sĩ, Đại Gia Đình. Dần về sau, nam diễn viên hạn chế đóng phim và tập trung cho kinh doanh. Đến tháng 5 năm 2021, anh chính thức thông báo giải nghệ, không còn sôi nổi trong vai trò người nghệ sĩ. Cựu diễn viên Chi Bảo viên mãn với gia đình nhỏ cùng doanh nhân Lý Thùy Trang và Quý Tử ra đời đầu năm 2022. Đây cũng là cái kết viên mãn cho Chi Bảo sau hai lần hôn nhân đổ vỡ. Lan Phương hóa thân Mai Lan, vợ chưa cưới của An Đông, có tính hài ghen. Lan Phương là nữ diễn viên hoạt động rất sôi nổi. Cô đặc biệt thành công với vai Khánh của Thương Ngày Nắng Về. Nữ diễn viên công khai mối quan hệ với ông xã người Anh vào năm 2018 và không lâu sau sinh con gái. Cô có sự nghiệp thăng hoa lẫn gia đình viên mãn. Phi Thanh Vân. Trong phim, Phi Thanh Vân là một nhân vật điệu đà, ngang ngược. Sau bộ phim, cô thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau như ca sĩ, kinh doanh, sự nghiệp thăng hoa, nhưng chuyện tình duyên của Phi Thanh Vân lại có phần lận đận. Nữ diễn viên cũng gây tranh cãi vì đam mê thẩm mỹ. Thời điểm giữa năm 2014, Phi Thanh Vân công khai mối tình với chàng phi công trẻ Bảo Duy, kém cô 2 tuổi, khiến dư luận được một phen xôn xao. Anh chàng cũng từng lập gia đình và đã ly dị. Đến tháng 2 năm 2016, cặp đôi chào đón bé trai Tấn Đức. Một năm sau đó, Bảo Duy công khai việc mình viết đơn ly hôn nữ diễn viên sau 3 năm chung sống vì không cùng tiếng nói, mất hòa khí gia đình. Sau ly hôn, hai người liên tục đấu tố nhau, gây nhiều lùm xùm trong cộng đồng mạng. Cố diễn viên Minh Thuận. Cố nghệ sĩ từng vào vai Ninh Lâm, Lâm Caro, bạn thân và trợ thủ đắc lực của Diệu. Anh từng hoạt động nổi bật trong lĩnh vực ca hát và cô gái xấu xí là cơ hội để anh tiếp tục lấn sân diễn xuất. Minh Thuận tham gia nhiều phim như Cô Dâu Đại Chiến, Scandal, Bí Mật Thảm Đỏ, Thiên Mệnh Anh Hùng. Tháng 9 năm 2016, anh ra đi trong sự tiếc thương của người thân, khán giả sau thời gian dài chống chọi bệnh. Dù vậy, những cống hiến của anh đối với nghệ thuật nước nhà sẽ vĩnh viễn được ghi nhận ở trong trái tim của người hâm mộ. Đức Hải. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải vào vai Hùng Long, nhà thiết kế đồng tính, tùy tài năng nhưng tính cách khá ngạo mạn và kiêu căng. Chính vì thế anh tỏ ra khinh thường mọi người và luôn xem mình là trung tâm. Ngoài một sự nghiệp thăng hoa, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải còn có gia đình viên mãn với 4 người con. Đáng tiếc, tháng 6 năm 2021, anh vướng vào scandal lớn, bị cho là có lời lẽ công kích người khác. Dù cho rằng đó là sự cố, mình là người bị hại, thế nhưng danh tiếng của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải vẫn bị giảm sút dữ dội. Anh thậm chí bị miễn nhiệm chức phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Sau ồn ào, nam nghệ sĩ cũng khóa luôn tài khoản Facebook. Cô gái xấu xí phát sóng trên màn ảnh nhỏ vào năm 2008. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của Diệu. Cô gái có khiếm khuyết về nhan sắc, gu ăn mặc nhưng lại rất tốt tính, thông minh và giỏi giang. Bộ phim cũng là cơ hội để nhiều diễn viên ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Nhưng nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp, Lan Phương, sau 14 năm, cuộc sống của dàn diễn viên cô gái xấu xí có rất nhiều biến động. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.